Hello mọi người, xin chào mọi người. Và mọi người cùng vào ngắm lan với em nha. Xin chào cả nhà mình. Và mọi người cùng ngắm lan với em ạ, đợi em một chút nha. Hơi bị ngược nắng. Chúc cả nhà mình có một buổi sáng thật là vui vẻ ạ. Năm nay thời tiết đúng là chắc là vài hôm nữa mới lạnh cả nhà. Cây đi ngọn vẫn rất là khỏe luôn cả nhà mình nhá. Đây, hôm nay cũng như hẹn với mọi người, hôm nay em sẽ quay vườn lan của nhà em, mời mọi người cùng ngắm nha. Toàn bộ vườn nhà em thì làm bằng sắt mỹ thuật, rất là đẹp luôn. Mời mọi người cùng ngắm cây ạ. Không những vườn đẹp mà cây cũng rất là đẹp luôn. Đó, người đẹp không tên vẫn đi ngọn rất là khỏe. Đây cả nhà mình ơi, cũng bắt đầu vào thát rồi. Chắc mai cuối tuần lạnh nên là chắc sắp vào thát rồi cả nhà mình ạ. Người đẹp không tên. Xin chào cả nhà mình. Chúc cả nhà mình có một ngày mới đầu tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng nha. Đây không tên đây cả nhà này. Đó. Rất là nhiều cây. Nhà cùng vào bình luận với em đi, cùng mình với em cho vui nào. Nhìn thấy anh Năng lại chừng cho anh Năng xem Phúc Lai. Anh Năng còn ở đấy không? Đây Phúc Lai nhà em đây anh Năng ơi. Đó. Cái kia nhỏ nhỏ đấy anh. Năm nay thành bụi rồi nè. Rất là đẹp, lá rất là đẹp luôn. Đây, cả nhà cùng ngắm vườn lan nhà em nha. Trời xanh mây trắng nắng vàng luôn. Vườn nhà em thì nắng lắm cả nhà, nắng. Nắng lắm luôn ấy. À, đây, quay mọi người, chúc mọi người cùng ngắm kinh bắc với em nhé. Kinh bắc đã bắt đầu vào thất ngọn rồi mọi người ạ. À, chào mọi người đi nào. Vẫn là ông nông dân chân đất mắt tuyết, đầu trần chân đất đam mê lắm cả nhà. Chưa nắng em bảo là bấm cái mái che ra cho đỡ nắng, không để nắng cho lan nó khỏe, thà để người chịu nắng chứ lan vẫn phải ăn nắng. Rồi, chị cảm ơn Hậu nhá. Đây mọi người cùng ngắm kinh bắc với em nha. Đây chỗ năm kinh trắng kinh bắc nhà em đây ạ. Năm nay sẽ hứa hẹn một mùa ki là chất lượng. Thân để hoa. Thân này thân. Thân để hoa. Thân để hoa. Kinh bắc đây cả nhà. Rất là phê luôn. Đây. Đó. Thân thủ kinh bắc cũng rất là đẹp nha cả nhà. Đẹp lắm, ngọn vẫn đi đây ạ. Năm kính trắng kinh bắc. Hai thân, thân này đang đóng ngọn đi ạ. Thân này của nhà ơi, đẹp chưa? Nó kẻ kẻ trong xanh lắm, sạch lắm ạ. Nắng quá cả nhà ơi. Ôi. À, em đang có hoa này mọi người. Nó cũng chưa được căng lắm. Em mời mọi người cùng đi ngắm hoa với em nha. Hoa thì chưa được căng lắm. Cả nhà mình có biết đây là bông gì không ạ? Nắng quá nhỉ đúng không? Nắng quá. Nắng quá bị mờ rồi. Đây là bông năm cánh trắng đại cát ạ.
Nó chưa bay hẳn nhưng mà khuân cánh mắt mũi rất là đẹp luôn cả nhà. Sao mờ thế nhỉ? Do mạng em kém. Em chào anh Sản Huy. Chào tất cả mọi người. Cả nhà mình ơi. Mờ quá. Giữ máy chậm lại mà mờ. Mờ quá mờ. Chắc em phải chuyển bông hoa này lại chỗ khác làm thấy đỡ mờ. Anh Hải ơi, à đây nét rồi này. Đây. Tại vì nó bị ngược nắng hay sao ấy. À, anh Linh ơi, xuống em ngắm hoa đại cát nở đi. Đây, đại cát của em mua 11 tỷ đây cả nhà. Năm nay với băng này thôi ạ. Đây, 11 tỷ là em mua mắt ngủ nhá. 11 tỷ là em mua được giá, gọi là giá rẻ đấy. 11 tỷ mà năm nay em, năm nhất lên được bằng này. Năm hai lên được bằng này và năm nay nở hoa đây cả nhà. Cả nhà xem có bị mờ không ạ? Sao em nhìn thấy mờ thế nhỉ? Anh Hải ơi, xách của em cây này ra chỗ kia cho nó rộng mà nắng quá. Phương ao trở nắng. Nhưng mà mờ, không nhìn thấy gì. Anh bị mờ máy, anh bị làm sao á. Quay ngược. Quay đúng nắng rồi vẫn mờ. Mờ lắm. Hello chị yêu, đúng em đang thấy mờ quá. Nghe chưa? Che thế vào đấy, không có ánh nắng thì nó mới không mờ. Ủa, hôm nay em còn nói được với chị Liên ạ. Hôm nay em cố nói vài câu ấy. Bông chưa bay hẳn cả nhà nhá. Bông chưa bay hẳn nhưng mà khuôn cánh rất là đẹp luôn ạ. Mới là Naganet sao mẹ anh nhở? Đợi em một chút. Chuyển đã. Nhấc nó chọn cái này ra ngoài này cho. Đúng không? Đây cả nhà ơi. Đấy, nét rồi đấy. Đang chỉnh điện thoại mà không biết để làm sao cho bông hoa nó nét được lên cả nhà. Hôm nay không biết bị làm sao, do mạng hay do máy hay là do bông hoa nữa.
Bông năm cánh trắng đại cát anh nhá, không phải bạch tuyết. Không phải bạch tuyết ạ. Năm cánh trắng đại cát ạ. Năm cánh trắng đại cát nở bói nha cả nhà. Nói chung đẹp lắm cả nhà, nhìn ngoài để mà so thì đẹp hơn bạch tuyết nhiều, không thể so với bạch tuyết được. Từ khuôn, cánh, mắt, mũi, tất cả mọi thứ. Hôm nay là mới nở ngày đầu, chưa bay cả nhà. Chắc em phải chụp ảnh cho mọi người xem thôi chứ. Livestream nó không được nét lắm. Đây. Năm cánh trắng đại cát 11 tỷ của em đi ạ. Năm nay là năm 2 nhỉ anh nhỉ. Năm 2 mới được 1 kg có 7 sen thôi cả nhà. Hello chị yêu. Chỗ bạch tuyết nào anh ơi? Anh Nguyễn Đình Bình Đình Minh ơi, anh hỏi chỗ bạch tuyết nào ạ? Đó, né rồi cả nhà, mời cả nhà cùng ngắm năm cánh trắng nở bói tại vườn nhà em nha. Né rồi đấy cả nhà mình ơi. Khuôn cánh, cánh đài, cánh ngang đều nhau lắm ạ, cân lắm. Thì nghe cùng vào trò chuyện với em đi nào. Mời mọi người cùng vào ngắm hoa với em nha. Khuôn cánh đẹp lắm anh ạ. Dạ, bông năm cánh trắng đại cát anh ạ. Mời mọi người có thời gian thì ghé qua Việt Trì vườn nhà em chơi và ngắm hoa nha. Những ai cùng chung đam mê yêu lan. Đấy, có thời gian rảnh thì qua nhà em uống nước chè, ăn kẹo lạc rồi ngắm hoa nha. Khuôn cánh mắt mũi rất là đẹp ạ. Hôm nay nở ngày đầu cả nhà nhá, nên là nó cũng chưa được bay lắm. Em nghĩ rằng nắng như thế này thì mai chắc là sẽ bay thôi ạ. Cánh sáp lắm, dày kinh khủng luôn. Mà nở này nở trái vụ, nở bói mà được như thế này em nghĩ là cũng khá là ok rồi cả nhà. Những người xem quá đẹp lắm cả nhà mình ơi, trân trọng mời tất cả mọi người có thời gian ghé qua vườn nhà em ngắm hoa nở nha. Em chào anh Vũ Hạnh, đẹp mê luôn anh ạ. Nở bói mà như thế này em nghĩ là khá là ok rồi. Nở đầu ngọn nhé cả nhà, khuôn cánh mắt mũi rồi tất cả mọi thứ rất là cân đối ạ. Mờ quá. Ngoài nhìn mắt mũi rất là đẹp luôn ấy cả nhà. Đấy, nét hơn chút rồi đấy. Mắt mũi tất cả những cái đường kẻ xước của nó ngoài sắc nét lắm á. Điện thoại của em hôm nay nó hơi bị mờ ấy, nên mọi người thông cảm nha. Cả nhà có thấy nét chưa hơn chưa ạ? Bông năm cánh trắng đại cát. Năm cánh trắng đại cát. Rất đẹp cả nhà, đẹp lắm. Đúng rồi, nó bị nắng chiếu ấy anh, nó nắng chiếu vườn thì em chỗ nào nắng em chuyển các vị trí rồi vẫn bị nắng. Nên là nó hơi bị lóa. Hello anh Ninh Cao. Chào tất cả mọi người. Em đang phải đứng lấy người em che nắng cho bông hoa để cho mọi người xem nó rõ hơn đấy. Không thì nắng lắm, nắng nó chiếu vào nó bị lóa quá. Vườn nhà em giờ này thì nắng chang chang, nắng kinh khủng khiếp luôn. Gió nữa,
Đại cát anh ơi, đại cát anh Hải ơi, lên em chơi anh Hải. Năm gánh trắng đại cát đây cả nhà mình ơi. Đại cát nở bói ạ, mời cả nhà cùng vào ngắm hoa với em nha. Khuôn cánh mắt mũi em nghĩ là với một bông nở bói như này thì khá là ok rồi cả nhà. Mà hôm nay là ngày đầu nên là cũng chưa được bay lắm. Hy vọng ngày mai sẽ đẹp hơn. Em đang bị ốm, giọng của em như vịt đực ấy. Nhưng mà tại vì hoa đẹp quá nên là em phải livestream. Mời mọi người cùng ngắm hoa với em. Anh Thím lên em chơi đi, anh Thím lên em chơi em làm chục mâm luôn. Tại vì em cũng không báo ai ấy. Anh Thím lên em chơi để em tiếp đón anh Thím chu đáo nào, cẩn thận nào. Nét hơn rồi đấy nhỉ. Đẹp lắm cả nhà mình ơi. Cả nhà cùng vào cùng mình trò chuyện với em đi nào. Thực sự hôm nay là em cố lắm đấy, cố lắm em mới nói được ấy. Em đang bị ốm là cái giọng của em nó bị khàn ấy. Bộ cánh đẹp kinh khủng luôn anh Hạnh ạ. Ngoài nó dày lắm, đây là nắng nó chiếu vào, anh nhìn độ trắng của nó. Nó trắng mà nó sáp kinh khủng luôn anh ạ. Mà nó cân đối từ cánh đài, cánh vai, cánh ngang, nói chung là cân đối nhau lắm. Tất cả nếu mà đo chiều dài em nghĩ nó bằng nhau hết đó. Nó cân đối. Em chào anh Đức Nguyễn. Vâng, chào chú Trung. Đấy, nét hơn rồi cả nhà. Mời cả nhà cùng ngắm với em một lúc nữa nha. Anh cứ lên là em tổ chức ngay. Ngay và luôn anh Thím ạ. Rất thanh hạnh được mời anh Thím lên nhà em chơi nha. Em chào anh Long Nguyễn, chào tất cả mọi người. Anh Hải ơi, anh Hải ơi, anh Hải, em bảo không, không, em mỏi quá. Bông năm cánh trắng đại cát anh Đức, anh Đức ạ. Phải thấy mình mờ cao lên một tí thế. Ủa, dữ này. Đấy, đẹp không cả nhà ơi? Không phải rất là đẹp luôn. Vẫn bị chói à anh? Em đang lấy hết cái thân mình của em che nắng cho bông hoa rồi mà vẫn bị chói á. Tại vườn nhà em nó nắng quá ấy. Hy sinh về bông hoa này, phải lấy hết thân mình che tất cả các mọi hướng nắng cái bông hoa. Đẹp chưa cả nhà? Đấy, nét rồi, sáng trưng rồi cả nhà mình ơi. Cả nhà mình cùng vào trò chuyện với em, cùng ngắm hoa với em nào. Mọi người comment xôm xôm lên tí đi nào. Siêu phẩm anh. Một bông siêu phẩm em phải hy sinh về nghệ thuật như thế này chứ. Tí em sẽ chụp ảnh cho mọi người xem hậu trường em live stream như thế nào nha. Vất vả lắm. Đứng giữa trời nắng luôn. Tại vì hôm nay nó thời tiết bị làm sao ấy, nó cứ nắng nắng. Anh Hạnh ơi, lên em ngắm đại cát đi. Mời các anh lên em chơi. Anh Đức ơi, xuống em chơi. Anh Đức ơi, là xuống em chơi nhá. Thế vừa rồi cũng cũng là nhiều lý do nên là em cũng về nhà mới nên cũng không bảo đông anh em được. Nhưng mà trân trọng mời tất cả các anh xuống nhà em chơi nhá.
Dạ em chào anh Trương Công Danh. Đại cát anh ạ. Đại cát đẹp mê luôn anh ạ. Nở bói như thế này với nhà ngoài em, đây là một thời tiết khí hậu mùa đông mà một bông nở bói mà được như thế này thì em nghĩ là khá là ok và rất là ok luôn, không phải là khá là ok, từ bộ cánh, khuôn cánh, mắt mũi hay là độ cái màu của nó. Với khí hậu ngoài Bắc để mà một bông nở bói vào cái thời điểm này như thế này thì em nghĩ rằng là rất là ok rồi ạ. Giờ này thì sẽ chỉ dành cho những anh em thực sự đam mê với cây yêu lan thực sự luôn mọi cả nhà. Những anh đang ở đây thì là những người gọi là rất là đam mê với ngành lan hay cây lan nên mới có thời gian vào ngắm hoa với em. Đẹp chưa cả nhà ơi, đẹp mê luôn. Đấy, em kéo cái lưới vào nên làm. Nó sáng hẳn luôn. Đỡ bị lóe hơn. Rồi, được rồi, bây giờ em sẽ mời mọi người đi ngắm vườn, qua vườn nhà em một tí nha. Đây. Một người hết lòng vì lan đây. Ngày ngày đêm đêm. Quá kết luôn anh Thím ạ. Em chào mọi người. Đêm đêm ngày ngày vẫn ở ngoài trên vườn lan. Đại cát nở anh Hiển ơi. Đại cát. Đại cát. Em mua đại cát chứ em không mua Vĩnh Khang. Là đại cát nở nha. Sau một vườn lan đẹp là có một người chủ gọi là rất là đam mê và tâm huyết với những cây lan của mình đúng không ạ? Sao lại như Vĩnh Khang được? Đại cát mà. Cả nhà nghe giọng em thì biết em đang rất là cố gắng. Cố gắng lắm để nói và livestream và trò chuyện với mọi người. Mọi người tương tác với em một tí nha. Em đang bị ốm và giọng em đang rất là bị khàn. À xem lại đại cát à anh. Em tưởng mọi người xem rồi. Em đi quay vườn lan cho mọi người xem. Rồi thế mọi người cùng xem. Tiếp tục. Đấy vườn lan này. Anh ơi nái nhà em thì em làm kim muộn mà. Đây nái nhà em nhá. Em đợi em một chút thì em quay đại cát cho mọi người nhá. Nái người đẹp không tên nhà em đây cả nhà. Rất là dài, cần câu cơm luôn ạ. Tất cả các cây nhà em hầu như vẫn còn đang đi ngọn rất là mạnh. Sao lại trống? Em còn 3 vườn lan bây giờ vẫn đầy inh inh luôn. Thì bây giờ chuyển hết sang tất một vườn thì để một giỏ à? Thế người làm cho nghỉ anh. Thế là phải chia ra chứ. Ai gần đâu thì xem đấy chứ. Đây, người đẹp không tên này, người đẹp không tên nhà em đây cả nhà. Nhà nhìn này. Vẫn còn đi ngọn rất là mạnh. Nhưng những cây này nhà em đến tháng, đến 24 tháng 12 là dừng ngọn. Và em cắt ki, em cắt ki, em làm ki rất là muộn luôn. Nghĩa là em để cho đến 24 tháng 12, đến Noel ấy cả nhà, thì bắt đầu nó dừng ngọn. Nó dừng ngọn thì trong khoảng thời gian 2 tháng, hơn 2 tháng ngoài Bắc nó khá là lạnh. Nó tích chất béo rất là nhanh. Thì bắt đầu đến mùng 10 tháng 2, khoảng tháng 2 dương lịch ấy, thì em bắt đầu em cắt, em làm ki. Khi mà mọi người để cây nó già rồi làm ki nó rất nhanh lên. Tại sao mọi người cứ hỏi em là tại sao ki nhà em lên nhanh thế hay ki nhà em nuôi dài thế, thì hầu như là do cây nhà em nó già, nó làm lên rất là nhanh.
em cảm cây nào hợp với mình thì mình chơi. Quay lại đại cát nha, ok cả nhà. Em sẽ quay lại đại cát cho mọi người ngắm nha. Ông Hiển lên em chơi đi. Đây đại cát đây cả nhà mình ơi. Đại cát đây ạ. Đấy bắt đầu đông anh em và xem em có hứng live stream. Lúc nãy live không có ai xem mà mình đang rất là cố gắng mà không có ai xem. Buồn ơi là buồn. Đây bông cánh năm cánh trắng đại cát nở bói đây cả nhà mình ơi. Nở ngày đầu anh ạ, nở ngày đầu nó chưa được bay ý anh. Em nghĩ là mai sẽ bay hơn ạ. Đại cát nở ngày đầu, nở bói nhá cả nhà, nở bói đầu ngọn ạ. Em chưa được ngắm bông Vĩnh Khang nên là em không biết. Giống không anh? Đó, cả nhà. Cả nhà cùng vào trò chuyện với em đi nào. Trời ơi. Khi mà em Hà đang rất là cố gắng để giao lưu với mọi người. Dạ ok anh Ngô Bảo Phúc, mai em hy vọng là sẽ đẹp hơn, căng hơn và em sẽ live stream mời mọi người cùng ngắm tiếp nha. Vâng, em hy vọng là như vậy. Hôm nay rất là nắng luôn đấy cả nhà mình ạ. Hôm nay rất là nắng luôn. Đây đại cát nha cả nhà, khuân cánh. Không quay rõ được ấy, dí vào nó bị mờ đây này anh Hiển này. Không hiểu hôm nay điện thoại bị làm sao nữa. Muốn quay cận cảnh cho mọi người lấy cái so sánh lắm. Nhưng mà em cứ đưa máy lại gần thì nó bị mờ, không nhìn thấy cái gì luôn. Em đang không hiểu lý do tại sao. Em nghĩ là do nắng quá nó bị chói. Nhưng mà em che hết người em vào nắng rồi còn đâu nữa mà chói. Mà vẫn không quay được, nó bị mờ. Em chào anh Ngọc Hưng, chào tất cả mọi người. Không phải ngược sáng mà do ánh nắng nó nắng quá nó chiếu thẳng xuống ấy. Nó chiếu thẳng vào bị mờ, cho vào trong nhà rồi thì lại bị tối. Quay tám phương à. Tám phương bốn hướng rồi. Tám phương bốn hướng rồi vẫn bị. Em không biết mọi người bảo như thế nào Vĩnh Khang đại cát, nhưng mà đây là em mua là em mua đại cát nha cả nhà. Còn không biết nó là gì, nhưng mà bản thân em đi mua là em mua đại cát. Em mua một mắt ngủ với giá là 11 tỷ từ năm 20. Năm nay là năm thứ kỳ năm nhất, kỳ năm 2 kỳ năm... năm nay được năm thứ 2 rồi mà cả nhà. Là năm em mua năm 20. Giá 11 tỷ. Còn không biết nó là gì, nhưng mà đây, nét hơn rồi đấy cả nhà. Đây, nét hơn rồi anh Hiển ơi. Mắt miếc, nhưng nói chung là đường nào như đường đấy, nét nào như nét đấy rồi. Nét chưa cả nhà mình ơi? Nét thì chấm cho em một cái nào. Nét thì bảo em một cái là nét nào. Để em biết em. Ok tí chụp. Sợ chụp hôm nay nó chưa căng lắm nên là chưa đẹp ấy. Thì anh muốn ngắm lên đây, anh ngắm đi. Từ Vĩnh Phúc đi lên đây 20 phút có gì đâu mà cứ phải lăn tăn thế nhở. Phi lên đây. Dạ vâng. Cái vườn tâm huyết của anh Hải nhà em, bao nhiêu đam mê, bao nhiêu tâm huyết dồn tất vào đây anh ạ. Là một cái vườn lan rất là tử tế, rất là đẹp luôn. Cảm ơn anh Ngô Bảo Phúc. Ok mai lên nha. Lúc nào anh lên chả được, tối anh phi lên cũng được mà. Quân cảnh này cả nhà đẹp chưa ạ?
Rồi, ok, mời mọi người đi ngắm cây nha. Tất cả những mái tóc người thường hết rồi. Cây cối. Ok anh Thím, bố trí chưa, mai lên em ngắm cây nha. Sắp tới mùa làm ki rồi, mọi người lên em đi. Ai muốn, ai đam mê với lan lên em chỉ bảo hết tất cả cách chăm cây, ươm cây như thế nào. Mà em có giấu bao giờ đâu. Em chỉ bảo mọi người hết mà. Cây này toàn như mái tóc người thương hết thôi cả nhà. Đây là những cây xấu nhất tại vườn nha. Những cây đẹp đợt nọ các anh bê hết rồi. Đây là những cây xấu nhất đây. Xấu nhất giờ được như này đây cả nhà mình. Cả nhà muốn ngắm gì ạ? À, cho anh Hải ngắm Ngọc Sơn. À, cho anh Hiển ngắm Ngọc Sơn Cước nhá. Đây, các Hiển còn đấy không nhở? Ngọc Sơn Cước 30 tỷ vẫn còn nguyên đây ạ. Đại ca Hiển đâu rồi? Đây, Ngọc Sơn Cước đây. Này. Đó. Vào nhận hàng. Chị Lê Thị Hương đâu? Vào nhận hàng Ngọc Sơn Cước đây này các chị ơi. Sắp chạm đất rồi. Ngắm Kinh Bắc anh. Ok, em mời mọi người đi ngắm Kinh Bắc nha. Em cảm ơn anh Hồ Coi Phú Thọ ạ. À, cho mọi người ngắm Bạch Tuyết đã. Đây, không mọi người lại bảo không quay Bạch Tuyết. Bạch Tuyết nhà em đây nha cả nhà. Bạch Tuyết đây ạ. Bấm cho em cái này ra cái tối thôi. Trời à. Bấm cho em cái lưới ra cái. Đây. Ngắm Kinh Bắc đúng không ạ? Đây, Kinh Bắc đây ạ. Chưa biết là nằm ở vị trí nào. Kinh Bắc đây các anh ơi. Ngược sáng rồi, ngược sáng rồi. Kinh Bắc đây ạ, à. Kinh Bắc nói chung là rất là đẹp luôn. Lúc nãy em có quay rồi đấy đúng không em? Anh Hải em nhấc xuống em có quay rồi ạ. Vì em treo cao quá nên không nhìn được. Đây chọn mẹ Kinh Bắc em đây. Em cho anh Quang Thành Ngô đây. Vườn nhà em đây cả nhà mình, ôi vườn nhà em đây ạ, cả nhà nhìn vườn lan nhà em nha. Những cây lan đẹp thì ở trong cái vườn thật là đẹp đúng không ạ? Tiêu chí của em là vậy, cây lan đẹp phải để trong cái vườn thật là đẹp. Chắc em phải trèo lên em cho mọi người ngắm cây quá. Em treo hơi cao nên là không nhìn rõ được. Mãi ngại nhà em là còn móc vừa rồi nữa. Đây bà Lê Cu đây cả nhà, cần câu cơm đây ạ. Mầm nối đây cả nhà, gốc to chưa. Đôi mắt bà Lê Cu nha. Một thân này, mỗi thân chắc được 1 mét rồi đấy. 90 phân. Chắc chậu này được 2 mét cả mầm nối. Này, uầy. Cái mầm nối to thế. Cái mầm nối tự nhiên nha cả nhà mình. Không hề tác động gì luôn, mầm nối tự nhiên, to chưa, siêu to khổng lồ luôn. Anh Hải nhà em xếp cây lung tung lắm, bây giờ đi tìm cây bảo em đi tìm cây hơi khó, em không tìm được. 2 mét anh ạ. Cây cảnh à các anh ngồi ngắm cây cảnh không? Đùa thôi, em ngắm lan thôi nhá, cây cảnh để hôm nay em sẽ chụp ảnh cho mọi người xem sau nha. Cái cảnh em để dưới tầng 2 anh ạ. Cây cu này 2 mét anh ạ. 2 mét. Bắt đầu thắt ngọn rồi. Chuẩn bị phình thân rồi.
Giờ này lấy đâu ra cu nhỏ nữa. Cu giờ chỉ có cu to và cu dài thôi. Ai chơi cu nhỏ nữa đâu. Cứ cu to cu dài mà phang. Không phải chơi cu nhỏ làm gì cả anh Hiển ơi. Thế ông Hạc cả nhà mình. Thế ông Hạc ạ. Thế ông Hạc. Nói chung em sưu tầm nhiều giống lắm. Nhiều giống. Thế ông Hạc. Ok anh Thím lên đi. Ôi dồi ôi mời các anh. Mãi trân trọng mời các anh. Ghé qua nhà em chơi nha. Hello anh Hưng. Xin chào anh Hưng, đại ca Hưng dạo này mất tích đâu rồi? Không để xuống em thăm em gì cả. À, cho mọi người xem mấy cái kinh kinh bắc nhá. Mấy cái kinh bắc con nhá. Phải không nhỉ? Không có gì bán đâu, để lại làm giống hết. Tất cả bây giờ vẫn trong quá trình nhân giống hết cả nhà ơi. Chỉ cần các anh đến với em và chơi với em thôi là em vui rồi. Tên không tên là chắc là mét hai cả nhà. Ui nắng quá rồi, lại nắng quá rồi. Ôi nắng quá, em xin kết thúc livestream ở đây đi ạ. Xin chào mọi người.